Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, con tên là Ngọc Ngân, pháp danh Trang Thảo. Hôm nay con từ Bình Dương được phước duyên về chùa Bái Đính để dự lễ Phật đản. Con xin gửi đến Chư Tôn Đức cùng quý vị Phật tử một vật phẩm được mang tên Ánh Đạo Vàng. Con kính chúc Chư Tôn Đức cùng quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự các tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm đạo